Alo, chào anh em. Mấy bữa nay thì cũng có nhiều anh em câu dịch quá nên là đặt lưới câu dịch. Thì mình làm cái lưới móng heo này để câu dịch nó rất là tối ưu nha anh em. Vì sao cái lưới móng heo này nó rất là hoàn hảo để anh em câu dịch? Thì thứ nhất á, nó là thép C70, nó rất là cứng. Cái cọng 2 ly này đó, nó chịu cá từ 7 đến 10 kg cũng rất là thoải mái. Chứ đừng nói còn 1 ký 2 kg thì anh em giật bay bờ thoải mái, không có gì hết. Và tại sao cái lưỡi này nó lại tải lực mạnh như thế? Thì ngoài cái thép thì cái tay nghề nó rất là quan trọng. Mình nhìn thấy cái mũi á, nó có cái độ cong nhẹ vô nè, rồi cái ngạnh á, nó mượt, không có cái độ vướng nhiều. Khi mà cá nó ăn á thì nó sẽ không bị dướng ở đây nè. Mà anh em thấy là cá câu vịt á, nó ăn nó dính tùm lum hết á, nó đâu dính má đào nhiều đâu, đa số là nó dính vô xương xương mỏ xương xương hai bên mé đào á, mà xương mé trên đó nè. Cho nên nếu mà cái lưỡi câu mà không mượt á thì nó sẽ dướng lại, anh em hiểu ý mình không? Nó sẽ dướng lại ngay chỗ này nè, và cá nó dãy thì nó vụt ra luôn, không dính. Hoặc là cái mũi mà không bén á, mũi mà không bén á thì khi mà nó đâm vô xương á thì cá nó đau quá mà nó không qua được á thì nó dãy vụt nha anh em. Đó. Anh em thấy cái mũi của mình nó bén kinh khủng lắm, mà cái ngạnh của mình nó mượt. Cái ngạnh của mình nó rất là mượt, anh em thấy không? Nó chỉ nhô lên một tí này thôi. Cho nên là anh em chỉ cần giật nhẹ thôi là cá nó đã xuống đây rồi. Và khi mà cá nó xuống đây rồi đó thì cái lực tải của lưỡi câu này nó đạt mức tối đa. Đó. Mà nó xuống đây rồi thì anh em thấy là tầm khoảng cá tầm 50-70 kg nó cũng không không quát nổi lưỡi câu này nữa nè, đúng không? Nếu mà anh em lấy cái cây gì á, anh em đâm vô cái mũi này anh em gị ra thì cái lực khoảng 5-7 kg thì nó có thể quát được, đúng không? Nhưng mà anh em lấy cái cây gì á mà anh em buộc ngay chỗ này anh em gị thì phải 50-70 kg nó mới quát nổi nó đó, thì cái lực của nó sẽ khác nhau nha anh em hiểu cái ý của mình nói không? Đó. Cho nên cái lưỡi câu của mình nó mượt là như vậy đó. Vì nó mượt nên anh em giật nhẹ cái là cá nó xuống đây liền. Và nó sẽ phát huy tối đa cái độ cứng của lưỡi câu, cái lực tải của lưỡi câu. Anh em thấy mình khoan cái lỗ bền ha, rất là dày dặn, đều tâm, đảm bảo anh em câu là không bao giờ hư được cái này. Đó. Ngạnh thì anh em thấy không, cái chân nó rất là to, nó nhỏ dần ra, mũi thì bén lắm. Ok, anh em nào có câu dịch thì liên hệ số điện thoại Zalo của mình ha. Đây là siêu phẩm câu dịch luôn á. Ok, chào anh em.